Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề phụ nữ của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thi Gia đình hòa thuận hạnh phúc. Hội thi là hoạt động thiết thực góp phần cho các gia đình hội viên phụ nữ tự tin tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cà Mau và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngọc Hiển tổ chức 4 hội thi Gia đình hòa thuận hạnh phúc tại 4 xã, gồm xã Tắc Dân, xã Định Bình, thành phố Cà Mau và xã Tam Giang Tây, xã Diên An, huyện Ngọc Hiển. Ở mỗi hội thi có 7 đội là các gia đình hội viên phụ nữ tham gia. Mỗi đội gồm 2 vợ chồng, các đội cùng trải qua 3 phần thi gồm phần thi kiến thức, phần thi tâm đầu ý hợp và phần thi xử lý tình huống. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, các gia đình đều phấn khởi. Đặc biệt phần thứ hai, thi tâm đầu ý hợp được các đội nhận định là phần thi thiết thực, hấp dẫn và thú vị. Tôi cảm thấy vòng đó hấp dẫn tại vì thể hiện tâm đầu ý hợp á. Qua phần thi này mình cảm thấy là sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Cuộc thi rất là hay, rất là ý nghĩa. Thì tham gia hội thi là tôi cảm thấy là rất là vui nè và tìm hiểu được rất nhiều kiến thức về gia đình, rồi cảm thấy là gắn kết tình nghĩa vợ chồng hơn, rồi nói chung là cuộc thi này rất là ý nghĩa để chào mừng ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh sân chơi cho các gia đình hội viên phụ nữ cùng tham gia gặp gỡ giao lưu thông qua các câu hỏi của các phần thi, còn góp phần nâng cao kiến thức về cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Sau khi tham gia chương trình Gia đình hạnh phúc thì tôi cảm thấy cập nhật được nhiều kiến thức hơn để về nhà mình có thể là dạy bảo con cái và mình tuyên truyền cho bạn bè hàng xóm láng giềng để mọi người càng hoàn thiện hơn. Cũng mong rằng sau này đảng nhà nước quan tâm hơn để cho các cặp vợ chồng có thể tham gia và các bé có thể tham gia nhiều cuộc thi về gia đình hơn. Kết thúc các hội thi, ban tổ chức đã trao bằng khen phần thưởng cho các đội tham gia. Hội thi không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mà còn góp phần gắn kết tôn vinh gia đình Việt, góp phần tiếp tục phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, của hội viên phụ nữ trong vận động thực hiện và phối hợp với các ngành các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương. Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về chuyển đổi số và thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin. Với sự linh hoạt trong chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự nhạy bén, chủ động trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ, các hoạt động của hội đang từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp thời đại công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và tổ chức hoạt động hội. Đến nay, các bộ hội từ tỉnh đến cơ sở, theo chức năng nhiệm vụ, đều sử dụng thành thạo xử lý văn bản trên hệ thống quản lý và điều hành iOffice, quản lý kế toán tài chính, phần mềm quản lý hội viên, phần mềm báo cáo thống kê. Các cấp hội duy trì đều đặn hoạt động fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để cung cấp thông tin hoạt động của hội, tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo từ cấp trên đến hội viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để triển khai các hoạt động. Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã thành lập được hơn 580 nhóm Zalo, Facebook, sinh hoạt hội trên không gian mạng, thành lập 7 câu lạc bộ, tổ phụ nữ, tuyến dân cư thực hiện chuyển đổi số. Trong đó, tiêu biểu là đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời có 13 mô hình, quản lý hội không giấy và hơn 20 mô hình về tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt hội trên không gian mạng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng xác định là muốn tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt cái chuyển đổi số thì trước tiên thì hội các cấp trong huyện và bản thân người cán bộ hội là mình phải tiên phong mình thực hiện trước. Thì từ đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã phát động cái mô hình là quản lý hội không giấy. Thì đối với mô hình này thì nhằm là ứng dụng cái công nghệ thông tin trong quản lý điều hành trong cái công tác hội. Thay vì trước đây mình quản lý hội viên rồi quản lý hội trên giấy tờ sổ sách, nó rất là nhiều sổ, nhiều cái loại giấy tờ, thì hiện tại thì có cái phần mềm quản lý hội viên thì mình khai thác cái phần mềm này rất là tốt, rất là hiệu quả. Đối với cái mô hình này thì hội cũng khuyến khích chị em làm báo cáo, các báo cáo thỉnh thị đều
thông qua cái môi trường mạng, không sử dụng văn bản giấy. Và đặc biệt cái nữa là trong các cuộc họp ban chấp hành, ban thường vụ thì không sử dụng văn bản bằng giấy. Đối với cái việc nộp hội phí cũng như là các khoản tiết kiệm, các khoản vốn thì là mình dùng chuyển khoản. Song song đó, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các chi hội trưởng phụ nữ cũng như các tổ trưởng hội viên phụ nữ về sử dụng công nghệ thông tin trong tham gia thực hiện các hoạt động chương trình của hội. Việc tập huấn hướng dẫn có kết hợp thực hành tại chỗ giúp các chị em nắm bắt nhanh và dễ vận dụng được ngay vào thực tiễn công việc. Thiết thực và nó cũng dễ thực hiện. Cái này nó trên hệ thống công nghệ thì mình nó tiện mà nó nhanh lẹ nữa. Khỏi phải mất công mình lưu trữ lại hồ sơ, nó rất là dễ, mình lưu trữ lại cũng được trên hệ thống. Hệ thống mình chuyển trên máy trên này, mình những cái công nghệ trên máy này nó dễ thiết thực hơn là giấy mực. Trong các hoạt động phong trào hội, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng đẩy mạnh triển khai tổ chức các cuộc thi theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, vừa tạo sân chơi mới, vừa tạo sự lan tỏa việc ứng dụng công nghệ số trong hội viên phụ nữ. Hiện tại thì chúng ta áp dụng cái mà chuyển đổi số rồi, cho nên là khi mà phát động thi trực tuyến đối với cấp huyện thì hội viên cũng khá là băn khoăn, nói là làm sao mà biết tham gia được. Tuy nhiên thì khi mà tham gia rồi, mình hướng dẫn rồi thì chị phải nói là người ta rất là thích. Cái thứ nhất là người ta tiếp cận được với các cái thông tin nó nhanh hơn, và cái thứ hai nữa là người ta chỉ cần sử dụng được ứng dụng công nghệ thông tin thôi là người ta đã hiểu được phụ nữ đang làm gì, đang tiên triển cái gì để phát huy cái vai trò của hội, của chị em phụ nữ trong cái thời đại hiện nay. Và trên cơ sở đó thì người ta hiểu hơn về cái sự đóng góp của hội trong các cái mục tiêu phát triển ở tại địa phương. Theo cái sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì trên cơ sở đó, hàng năm Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có xây dựng chương trình kế hoạch và đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp, cán bộ hội chuyên trách của chính quyền thành phố và 101 thửa phường thị trấn. Từ đó mà các chị em thực hiện rất là tốt trong cái thực hiện cái phần mềm quản lý hội viên, góp phần cho hội điều hành hoạt động hội cũng như là quản lý hội viên là khoa học hơn. Có thể là một cái cú lít chuột thôi, mình lít con chuột cái thôi là mình đã nắm toàn diện vấn đề tình hình hội viên trên địa bàn của tỉnh cũng như là của xã, của huyện mình, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho trung ương để quản lý hội viên trên hệ thống hội. Những hình thức triển khai phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu và thị hiếu của hội viên phụ nữ góp phần cải cách hành chính trong công tác hội. Qua đó giúp hội viên phụ nữ dần tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy sự chủ động, sáng tạo trong hoạt động công tác hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, chuyển đổi số cũng là động lực, điều kiện để phụ nữ ngày càng tiến nhanh, tiến xa hơn trong mọi lĩnh vực phát triển của đời sống kinh tế xã hội. Thời gian qua, với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, sự chủ động tìm hiểu của các chị em, đã có không ít phụ nữ thành công nhờ biết tận dụng thế mạnh của công nghệ số, mạng xã hội để sản xuất, kinh doanh. Đây là một buổi live stream giới thiệu sản phẩm bán hàng của Hợp tác xã Ba Khí Đầm Dơi. Trong một buổi live stream, Hợp tác xã có thể bán ra hàng trăm đơn lẻ. Nhờ sớm tìm hiểu, tiếp cận hình thức kinh doanh trên các nền tảng số, đã giúp Hợp tác xã Ba Khí Đầm Dơi ngày càng mở rộng thị trường cho các sản phẩm. Thì với cái việc chuyển đổi số trong công tác bán hàng á, thì hiện tại là hợp tác xã là xây dựng kênh TikTok, Zalo và Facebook, là ba kênh đó để truyền vừa truyền thông vừa bán hàng. Thì sau những cái hoạt động đó thì mình live stream trực tiếp, và cái cách mà xưởng live stream trực tiếp là mình live stream những cái giai đoạn sản xuất trực tiếp tại xưởng luôn, để cho người tiêu dùng họ có thể là tiếp cận được với những cái quy trình và họ sẽ chốt hàng nhanh hơn. Còn những cái trang như là Zalo, Facebook là mình sẽ truyền tải những thông tin để mình mở rộng cho những cái khách hàng, những cái tỉnh khác đó. Họ vô đó họ xem trực tiếp luôn chứ không cần phải trực tiếp lại xưởng như truyền thống trước đây nữa. Thông qua các hoạt động mà live stream trực tiếp cũng như là chuyển đổi số thì mình thấy là khách hàng tiếp cận mình nhanh hơn. Thì tới thời điểm này là gần 40 tấn hàng đã được bán ở trên sàn TikTok thông qua cái thị trường bán lẻ. Từ khi ứng dụng chuyển đổi số, tham gia bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, có sự hỗ trợ của các app công nghệ hiện đại, từ livestream bán hàng, chốt đơn, lên đơn, giao hàng, đã giúp cho việc kinh doanh mua bán của hợp tác xã tiện lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân sự hơn so với trước.
Thì việc mà bán qua cái kênh này là sẽ rút ngắn được cái nhân sự là chốt đơn, tức là cái hệ thống nó có một cái phần mềm chốt đơn rất là hay luôn. Khi mà khách bấm vào cái nút mua hàng thì họ sẽ có thông tin, họ điền đầy đủ trong đó và shop chỉ là mình in đơn ra trực tiếp và mình đi thôi, thì nó sẽ rút ngắn được cái quá trình mà mình tuyển nhân sự để mình ngồi mình ghi chép chốt đơn. Cái thứ hai là mình có thể theo dõi được cái tiệm khách hàng của mình, và trong quá trình đi thì mình cũng có theo dõi được cái tiến trình đơn đi tới đâu để mà có vấn đề, có sự cố là mình có thể là xử lý cho khách hàng ngay và trực tiếp trên đó luôn. Sự phát triển và việc chủ động ứng dụng công nghệ số đã tạo cơ hội cho chị em phụ nữ nói chung và phụ nữ ở vùng nông thôn nói riêng nắm bắt nhanh thông tin tình hình thị trường, tiếp cận với các mô hình kinh doanh mới, thị trường mới, đưa các sản phẩm của quê hương đến với người tiêu dùng khắp mọi nơi một cách dễ dàng. Không chỉ những hợp tác xã, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, mà thời gian qua những phụ nữ kinh doanh tại gia đình nhỏ lẻ cũng đang có nguồn thu nhập ổn định từ công việc bán hàng trên các nền tảng số. Lúc mới đầu bán thì bán trên nền tảng Facebook, rồi Zalo, rồi sau này mới chuyển qua nền tảng TikTok. Sau những đơn hàng đầu tiên thì tôi bắt đầu đầu tư máy ép nè, máy hút chân không, rồi xong rồi đầu tư máy in bill, rồi các loại bọc thùng cho đúng quy cách, rồi tem nhãn cho nó phù hợp hơn, hướng dẫn sử dụng cho người dân. Lúc đầu thì ngày nào cũng phải like, nhưng bây giờ lượng khách nó đã ổn định rồi, khách mua cũ quay lại nhiều, nên một tuần mình chỉ gặp khách khoảng 1-2 lần. Để ngày càng phát triển bền vững, các chị em đang nỗ lực để có nguồn sản phẩm không chỉ ngon mà còn luôn ổn định về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng. Đồng thời mong muốn được các cấp các ngành hỗ trợ tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ, ứng dụng công nghệ để có thể tự tin tham gia hội nhập kinh tế số trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ giúp người dân có cuộc sống đầy đủ về vật chất mà còn được nâng cao về tinh thần khi xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Ý thức được điều đó, thời gian qua, chị em phụ nữ không chỉ ra sức phát triển kinh tế mà còn tích cực hưởng ứng tham gia vào các phong trào do địa phương phát động, nhất là phong trào trồng hàng rào cây xanh, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời đã tích cực tuyên truyền đến hội viên phụ nữ và nhân dân về các tiêu chí cũng như triển khai nhiều mô hình phong trào hoạt động. Trong đó, phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường được hội viên phụ nữ tích cực chủ động tham gia. Tôi xem truyền hình đó, thấy trên truyền hình ta trồng hàng rào cây xanh đẹp quá, rồi thành ra chứ thêm nghe nói xây dựng nông thôn mới, rồi thành ra thích, rồi cái tự gia đình vợ chồng ương để trồng được hàng rào khoảng 20-20 ngày là phải tỉa một lần. Vợ chồng nếu ai rảnh thì cứ ra chăm sóc vậy đó, mình nhìn vô nhà mình sạch sẽ thì mình thấy khỏe lắm. Để nhân rộng thêm nhiều hàng rào cây xanh, tạo nên các tuyến đường xanh sạch đẹp liền kề tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Điền đã và đang tiếp tục phát động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn. Tuyên truyền hướng dẫn hội viên trồng hàng rào cây xanh, phân loại xử lý rác thải hộ gia đình, gìn giữ khuôn viên nhà, tuyến lộ nơi mình sinh sống luôn sạch, thoáng, không để trơn trượt gây mất an toàn khi lưu thông trong mùa mưa. Qua đó góp phần lan tỏa về ý thức và hành động bảo vệ môi trường, xây dựng một môi trường sống xanh sạch đẹp an toàn tại tất cả các xóm ấp. Trong tổ thì cũng phát động cho chị em, mùa mưa tới này thì hàng rào cây xanh thì mình cố gắng mình trồng cho nó liền canh liền kề với nhau, cho tuyến đường mình thêm sạch đẹp. Tuyến trong đang phát động để làm lộ 3 mét thì xong qua rồi mới trồng lại, hiện tại thì cũng có nhưng mà nó chưa có đẹp được đẹp. Sau khi nhận kế hoạch chỉ đạo của phụ nữ huyện thì tôi cũng về xây dựng kế hoạch, rồi triển khai rộng rãi trong ban chấp hành, rồi chi hội phụ nữ. Rồi triển khai, rồi nói các tiêu chí tuyến đường đó, rồi để cho chị em nắm được và thực tế luôn, tham quan luôn, rồi tại mô hình tại chỗ luôn. Đó, để chị em đăng ký, làm nhân rộng ra để cho các ấp trong xã mình đó là ấp nào cũng có một tuyến đường, ít nhất là một tuyến đường đẹp như thế, để nhằm góp phần đó là phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới cho xã nhà. Chung tay nối dài những tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn không chỉ làm cho diện mạo nông thôn thêm khởi sắc mà còn thể hiện nếp sống văn minh, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường ở nông thôn. Qua đó nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng thuận cao trong nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Đến đây thì chuyên đề phụ nữ xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.